Ủa ai vậy? Ai gì mà bị khẩu trang đâu có thấy ai đâu. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Sao đại bình thường mới rồi, coi như là ai cũng giữ hả? Trời ơi thầy học. Trời ơi bữa nay rập đến nhà tôm. Rồi mời ngồi. Ôi trời ơi. Rồi ngồi đây. Bây giờ pha cà phê uống nha. Rồi thôi uống rồi. Uống rồi ha. Rồi giới thiệu bạn bè là hôm nay là có thầy Minh Hồng. Cũng đã kết bạn ở trên Facebook á. Mà nói chung là anh em mình cũng muốn gặp nhau những ngày Tết, chúc Tết nhau mình, nhưng mà đâu có được đâu đó. Cho nên là hôm nay là coi như thầy không biết là cơ duyên nào mà thầy ghé lại thăm mình đó. Mình cũng đang ở cái phòng thu mà mình mới bạn bè nó tặng cho 2 tỷ. Đây cái phòng thu mình ở đây. Wow, quá đã đó. Tặng mấy 2 tỷ luôn. Giới thiệu cho thầy Minh Hồng luôn. Quá đẹp. Thầy Phong Lan, nó tặng Phong Lan luôn. Ui. Cả đó, nói chung là phòng thu của mình đây nè. Đó, rồi mình đó, đâu có thầy Hồng quan sát thấy không? Đó, đây, thầy Hồng quan sát nè. Quá đó. Đẹp. Đó. Cái phòng thu của mình ở đây. Cái đèn treo đúng lẳng luôn. Cái đèn là đèn này là nó hút âm thanh á. Nó lọc âm thanh. Cho nên là cái tiếng xe qua lại nó cũng bị giảm bớt. Đó, bây giờ là thầy thấy là thầy đến tận mắt thầy thấy cái phòng thu của tôi chưa? Đặc biệt không? Quá đẹp. Cho nên là tôi phải hát đại nè. Rồi hát đại. Đang đại luôn. Biết gì chân đấy. Rồi. Thôi hình như biệt danh Phan Liều ở chỗ đó. Hát tá lả, đàn tá lả. Hát lung tung, đàn lung tung. Đó, cho nên là hôm nay là thầy Minh Hồng tới cái phòng thu của mình luôn. Đó là hồi sáng giờ anh tôi giới thiệu thầy đó. Rồi. Tôi đang ngẫu hứng là cái ông của thầy Hồng từ ngày giờ biết cái ông Quang Giao hả? Giới thiệu cho ông nhạc sĩ Quang Cẩu nè. Đó bây giờ ổng ông đàn ổng đang chơi bài Domino đó. Đó bây giờ là tôi là đang là phân cảnh đồ lại giới thiệu cho anh em bạn bè. Đó mà ông này ông chơi ngẫu á, chơi liều. Nói anh em mình vui à, nha. Rồi. Thôi bây giờ là rồi. Anh em mình chào bạn bè đi. Chào bạn bè. Chào bạn bè.